cứng nhá, chứ không phải là bông dẻo nhá. Quay phải quay ngang máy là quay dọc. Máy quay ngang hay dọc thế mà. Quay ngang ra cho anh Hùng lên sóng với nhá. Ủa, cái này gọi là siêu cứng. Anh đứng ra vào hết màn hình của em. Ủa mát thế. Cho 500 mặt chép đẹp dài rồi. Đây, say chi. Anh hả? Lên 6 luôn. Bà xóa đi bà ơi. Bà lướt đi bây giờ ấy. Không xóa được đâu anh ơi. Để anh ngã xịt tí mà. Lại đánh lại từ đầu. Thầy dạy mà không nói gì đấy. Bảo đứng học mà dạy không như này thì... Cái này thì chị, các em là phải chỉ cần nhìn thầy làm động tác thôi nhá. Còn cái này nó khó diễn đạt thành lời lắm. Cứ mạnh tay mà táng thôi. Giữ đập thẳng tay, không phải sợ. Trộn nhiều, ra làm rén. Hồi xưa anh cũng rén, bây giờ đỡ nhiều rồi. Cho nó đến thì độ chảy nó vừa đủ là được. Ừ. Ngay rồi. Phải tự cảm giác độ chảy nhé. Diễn tả nó khó diễn tả. Cảm quan. Đấy, đây là phải cảm quan. Dậy phải biết dậy, là cảm nhận. Thế có ấy thì không? Thì cho xem cái độ chảy của chiếc nó như thế nào. Tí bơm ra là biết ngay. Phải dập cái gì. Linh Trang Sorry Days. Đêm hơn dài luôn. Từ để dạy cho mình bơm một cái mẫu thì phọt. Đấy, kia bơm là so le. Học sinh dạy rồi. Vẫn so le lên gì đó. Khay cong đấy. Cho từ bạn thay cong.
Rồi thầy giáo đổi tạ cái tạ tạ cái kia là ui dồi, anh mình sẽ hoàn toàn rồi kìa. Anh nghe là mình đẳng cấp không? Đấy, mình vào học. Đừng mở nhá. Mở ra anh ơi, mở ra xem. Đẳng cấp không? Ra xem anh khu anh làm như thế không? Em đang